Ok, chúng ta tiếp tục với cái phần đưa dạng toàn phương và dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange. Bây giờ là trường hợp là nếu như chúng ta không có những cái biến bình phương, bởi vì khi có biến bình phương thì trong ví dụ trước chúng ta sẽ dễ dàng nhóm được thành các cái bình phương của một tổng. Bây giờ nếu không có, giả sử như vẫn là, ta xem ví dụ nhé. Ví dụ như đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange. Như vậy thì ở đây ta lấy ví dụ là fx hai biến thôi. Nhưng là ta có chỉ có x1 nhân với x2 thôi. Không, cái ý tưởng đó là người ta sẽ dùng cái hàm đẳng thức a trừ b nhân với a cộng b thì bằng a bình trừ b bình. Vậy muốn xuất hiện thì chúng ta chỉ việc đặt một biến là a trừ b, một biến là a cộng b, nên chúng ta sẽ có ngay cái bình phương, có những cái biến bình phương. Vậy lời giải đây là chúng ta chỉ việc đặt x1 bằng ví dụ như y1 trừ cho y2, x2 bằng y1 cộng y2. Như vậy cái phép đổi biến đây sẽ là x bằng ma trận P là 1 trừ 1, 1, 1, y. Ta sẽ được F bằng y1 trừ y2 nhân với y2, y1 cộng y2, và nó sẽ bằng y1 bình phương trừ y2 bình phương, nó chính là dạng chính tắc. Thì với ba biến chúng ta cũng sẽ làm tương tự, có thể phức tạp hơn một chút nhé. Ta đặt cho nó có cái bằng bình phương, xong rồi ta lại nhóm. Và như vậy thì ta sẽ có một loạt các phép biến đổi liên tiếp, các phép biến đổi tuyến tính liên tiếp để đưa dạng toàn phương và dạng chính tắc. Nên còn là phần nào các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ gửi mail cho tôi sẽ cố gắng trả lời. Nên, tại vì tôi cũng không có thời gian để nói kỹ hơn, nếu chỗ nào các bạn không hiểu thì bạn có thể hỏi.